cấu hình này em lên cho anh đây. $1 TR225 anh Linh nhá. Đẹp lung linh luôn. Một con đẩy à. Là 1.000 mới đánh được đôi này. Con này 5 triệu này. Con vàng này 3.500.000 này. Con mic này 4.500.000 này. Thế một cặp loa để cho anh giá yêu thương vì lấy toàn bộ 19.500.000. Đấy. Bộ này anh chơi vòng 5-6 mét vuông thoải mái luôn.